Đây là đấu trường ngoài trời hùng vĩ nhất của dãy núi Alps. Một thế giới cổ đại tuyệt đẹp. Một vương quốc động vật nguyên thủy. Nó phản ánh lịch sử và quá trình tiến hóa của trái đất. Một khu vườn kỳ lạ vẫn tạo cảm hứng cho trí tưởng tượng. Trong nhiều thế kỷ, đây chỉ đơn giản là dãy núi xanh xám. Ngày nay, nó là một thiên đường của động vật hoang dã, và tất cả mọi người đều biết tên của nó. Một đấu trường cho các anh hùng và những người tiên phong. Một di sản thế giới ở miền Bắc Italia. Dựa theo luồng gió, vua của núi Alps khảo sát vương quốc của mình. Chuyến săn của đại bàng đã thành công. Ở đây không có nhiều con mồi. Đại bàng vàng hiếm khi mang hơn 5kg thức ăn tới cái tổ trên cao của mình. Nó sẽ quay lại chỗ xác con cáo này trong vài ngày tới, trừ khi con vật ăn thịt khác đã lấy mất. Dãy núi Dolomite rộng hơn 16.000 km2. Từ sa mạc đá cằn cỗi đến những cánh rừng rậm trên núi cao, với nhiều không gian cho những kẻ săn mồi. Chó sói lại đi lang thang trong rừng. Chó sói được tìm thấy ở bất cứ nơi nào có hươu. Nhưng hươu trưởng thành khỏe mạnh hiếm khi là một mục tiêu. Chó sói thường săn con mồi ốm yếu hoặc bị cô lập khỏi đàn của chúng. Con hươu biết mình đang bị theo dõi. Đó là một sự cân bằng sinh thái tinh tế, loại bỏ những con vật yếu. Chó sói vẫn duy trì sức mạnh của đàn hươu. Những con hươu không sợ hãi. Núi Dolomite là một cuốn bách khoa toàn thư về lịch sử địa chất của trái đất. Nước, ánh nắng và các hóa thạch, bờ biển và các dạng san hô khổng lồ. 250 triệu năm trước, lục địa duy nhất trên trái đất chia tách và biển tiếp quản. Qua hàng triệu năm, những ngọn núi san hô đã được hình thành. Những thung lũng dưới nước của chúng đầy trầm tích và những dòng dung nham. Quá trình hỗn loạn này để lại dấu ấn của mình trong màu sắc của các di tích đá, trong các cảnh quan do lửa và nước tạo thành. Cây thông rụng lá là đặc trưng của Dolomite. Những cái cây vững chãi này có thể cầm cự chống lại gió mạnh và tuyết rơi dày đặc. Khi ngọn núi khổng lồ bước vào mùa đông lạnh giá, các loài vật hướng xuống các thung lũng và những cánh rừng giàu dinh dưỡng. Trải lông là dấu hiệu của tình cảm. Nhưng chưa phải là mùa sinh sản,
như phản ứng của con nai cái cho thấy rõ điều đó. Điều đó không ngăn được cuộc cạnh tranh, để lại các dấu hiệu mùi. Dê rừng không chỉ ngửi mà còn nếm xem có vị gì trong không khí. Con đực mạnh nhất đàn liên tục phải chiến đấu. Trận chiến dữ dội, nhưng vào mùa đông, kết quả của nó không thay đổi được gì. Thứ hạng đã được xác định và sẽ không thay đổi cho đến năm sau. Dê rừng là bậc thầy về tiết kiệm năng lượng. Mùa đông là thời gian cần phải giữ sức. Vươn mình một chút có thể đỡ phải đi một quãng dài. Vào mùa đông, ngay cả nguồn cung cấp thực phẩm của đại bàng vàng cũng bị hạn chế. Mặt đất bị tuyết bao phủ và bất cứ sinh vật nào dũng cảm đương đầu với những điều kiện này đã được thiên nhiên trang bị một cách đặc biệt. Gà vô núi hoàn toàn thích nghi với cuộc sống trên núi cao. Không như các loài ăn thực vật khác, nó thậm chí tìm thấy dưỡng chất trong thân gỗ của những bụi cây lùn. Một di tích từ thời đồ đá, nó sống bất cứ nơi nào lạnh giá. Nó có thể đào một cái hố tuyết để ngủ chỉ trong vài giây. Đó là chỗ ngủ hoàn hảo ở độ cao trên 2.000 mét. Tuyết càng nhiều càng tốt. Bàn chân nhiều lông giúp nó đi lại trên tuyết. Gà gô thay lông lên đến 4 lần trong một năm và luôn ngụy trang tốt, tránh các kẻ thù bay lượn trên cao. Hình ảnh nhiệt cho thấy một tài năng tiềm ẩn khác, có lẽ là quan trọng nhất đối với những kẻ chinh phục băng và tuyết. Các túi khí giữa những chiếc lông vũ là cách tự nhiên để đảm bảo cách nhiệt hoàn hảo. Gà gô bẩm sinh chịu được lạnh, ngay cả khi nghỉ ngơi, lượng nhiệt mất đi cũng giảm mạnh. Một cách tiết kiệm năng lượng. Khi ngủ, màu sắc của chúng làm cho chúng dường như vô hình. Vượt qua dãy núi Dolomite trong mùa đông là đặc biệt khó khăn. Chỉ vài năm trước đây, một con sói từ Slovenia đã di chuyển đến Dolomite. Nó được gắn một thiết bị theo dõi để người ta có thể theo dấu hành trình của nó trong nhiều tháng. Sau nhiều lần vòng đi vòng lại, nó đã gặp một con sói cái từ Apennine và chúng cùng nhau thành lập đàn riêng ở phía Bắc Vicenza. Nạn săn bắn và mật độ dân cư đông của châu Âu đã khiến loài sói chuyển sang hoạt động chủ yếu vào lúc hoàng hôn và ban đêm. Một con sói cô đơn tìm kiếm lãnh thổ mới không hoàn toàn phù hợp với khuôn mẫu của những con dã thú. Nếu không có sự giúp đỡ của công nghệ, người ta khó có thể tìm ra nó. Hình ảnh nhiệt cho thấy con sói đang tiếp cận một con hươu đã chết. Chó sói thận trọng và có thể bỏ ra hàng giờ đi quanh một nguồn thực phẩm bất ngờ để đánh giá tình hình.
Trước khi thuần hóa chó sói, thợ săn tiền sử rất có thể đã học được chiến lược săn bắt như vậy. Việc bay trông có vẻ thanh lịch, nhưng phải cần nhiều sức mạnh. Đại bàng vàng chỉ có thể săn trong điều kiện nhiệt phù hợp và khi con mồi không quá nặng. Đó là lý do tại sao thỏ rừng là một mục tiêu đặc biệt nếu chúng không ngụy trang tốt. Vào mùa đông, thỏ rừng tập hợp thành các đàn lớn, không có mối quan hệ cá nhân và không có trật tự xã hội rõ ràng. Thỏ rừng là nhà vô địch về giao phối và việc đó được ưu tiên hơn tất cả mọi thứ khác. Hoàn cảnh sống trong các đàn nhỏ sẽ chỉ dẫn đến cạnh tranh. Chúng sẽ lại kết đôi, ngay cả sau khi đã sinh con vào mùa xuân. Nhờ có một điểm đặc thù sinh học được gọi là bội thụ tinh khác kỳ, chúng có thể sinh sản một số lứa trong mùa hè ngắn ngủi. Mùa đông là mùa giao phối của đại bàng vàng. Sáu mươi cặp đại bàng hiện đang sống ở núi Dolomit. Mỗi cặp có lãnh thổ riêng của mình. Số con của chúng phụ thuộc vào lượng thức ăn sẵn có. Ban đầu, đại bàng vàng rời khỏi lãnh thổ nơi chúng sống từ nhỏ. Nhưng ở độ tuổi sinh sản, chúng thường trở về địa hình quen thuộc. Điều này đảm bảo duy trì số lượng đại bàng vàng ở trung tâm của dãy núi Alper phía Nam. Những hình thù núi đá độc đáo từ lâu đã là nguồn cảm hứng cho các truyền thuyết. Chúng đứng đó như những tàn tích của một thành phố với những người khổng lồ và người lùn. Và các anh hùng của chúng được phản ánh thông qua các loài động vật hoang dã. Ở độ cao khoảng 2.000 mét, giữa những cánh đồng hoang ở vùng cao là nơi giao phối truyền thống của gà gô. Nơi này lạnh cóng. Chúng rời khỏi nơi trú ẩn vào lúc bình minh. Trong vài tuần, chúng sẽ tranh đấu giành sự chú ý của những con gà mái. Khí quản lớn của chúng phát ra tiếng kêu gọi giao phối, có thể nghe thấy từ xa. Khoe tài là một phần của trò chơi. Gà gô là loài đa thê. Xây tổ và chăm sóc con không phải là việc duy nhất của chúng. Thank you.
Ladin là những người định cư lâu nhất ở Dolomit. Theo truyền thuyết Ladin, ở đây, tại đèo Fasalego, một vị vua bị biến thành đá vì đã phản bội dân tộc người huyền thoại Phanis. Sự đa dạng sinh học ở dãy núi Dolomit phụ thuộc vào các thái cực. Mùa hè ấm áp và mùa đông băng giá. Đồng cỏ đầy nắng và hẻm núi tối tăm, núi đá bị xói mòn với những khác biệt lớn về chiều cao trong một diện tích nhỏ. Đó là một hệ sinh thái tinh tế, giống như các sinh vật mong manh ở dạng san hô. Nó chỉ có thể duy trì trong điều kiện thích hợp. Điều đó là đúng đối với những động vật có xương sống to lớn và cả các loài côn trùng nhỏ. Biến đổi khí hậu đang đẩy các loài cây có hoa tới nơi ngày càng cao hơn. Các loài bướm cũng bay theo. Nhưng lên cao hơn, các môi trường thích hợp cho các sinh vật tí hon này cũng trở nên ít hơn. Và điều đó cũng đúng với các loài lớn hơn như gà gô. Vào mùa hè, thiên nhiên đã tới vẻ huy hoàng đầy đủ của nó. Thời gian tắm thích hợp. Con gấu nâu này vẫn với cái gáy trắng của mình tận dụng cơ hội, và không chỉ có mình nó. Ở nơi động ít, gấu nâu nổi bật hơn bất kỳ loài động vật nào khác. Trong khoảng thời gian 10 năm, 34 lứa với 64 con gấu nâu ra đời ở đây. Các mùa thay đổi nhanh chóng ở Dolomit. Trong những chuyến lãng du của mình, bầy sói mới hình thành thường xuyên phải tìm kiếm lãnh thổ của mình. Chúng cần có đủ con mồi và tránh tiếp xúc trực tiếp với con người. Những di tích bị bỏ hoang từ chiến tranh thế giới thứ nhất tỏ ra có ích. Những chiến hào cũ trở thành con đường mòn cho động vật. Một trăm năm trước, Dolomit là chiến trường đẫm máu giữa quân Ý và Áo. Dấu vết của chiến tranh trên ngọn núi này có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi. Kích thước lãnh thổ của một con sói phụ thuộc vào số lượng con mồi có sẵn. Vùng lãnh thổ của sói châu Âu dao động từ 150 đến 300 km vuông. Những con gấu con đất mẹ có rất ít cơ hội sống sót. Một trường hợp đáng chú ý gần đây, ở gần Cochina, El Peso, một con gấu mẹ đã bị giết chết. Để cứu gấu con, chính quyền địa phương đã dành ra một khu đất cho nó và đồng ý trang trải tất cả các chi phí. Mùi của loài kiến rừng thu hút những con gấu. Nhưng chúng vẫn chưa hiểu một ổ kiến cung cấp những gì hoặc làm thế nào để lấy được nó. Mẹ của chúng sẽ đi thẳng đến lấy trứng kiến giàu protein. Nhưng nếu không có mẹ làm mẫu, cuộc tấn công đầu tiên sẽ kết thúc trong thất bại. Và những con kiến kéo trứng của mình đến nơi an toàn. Rừng hỗn hợp đã quay trở lại Dolomit. Sự kết hợp của cây rụng lá và cây lá kim thúc đẩy đời sống phong phú của chim chóc. Loài vật leo cây có các móng vuốt với hình dạng đặc biệt và các lông đuôi
hỗ trợ giúp nó leo lên. Hoàn thiện tổ với một mảnh gỗ dài là một thử thách khó khăn. Cuối cùng nó đã làm được. Ở cao trên ngọn cây đang lắc lư là cuộc sống mới. Chim ó hạnh phúc nhất khi ở trong cái tổ ven rừng, nơi nó có tầm nhìn rõ ràng. Chim bố mẹ nuôi con của chúng trong hơn một tháng. Không lâu nữa, con chim non này sẽ bay đi. Nhưng chim non leo cây vẫn chưa sẵn sàng. Nó tiếp tục chạy lên ngọn cây. Không gian trong tổ của chim ó dần trở nên chật chội. Nhưng chim non còn nhỏ vẫn chưa có đủ can đảm để rời khỏi tổ. Đây là khi những con sói hoạt động nhiều nhất. Những con sói đến từ phía nam tham gia bảo vệ lãnh thổ chung. Chó sói con để lại mùi hương đánh dấu trên cỏ và đá. Đây là một cách truyền thông tin quan trọng, cùng với ngôn ngữ cơ thể và tiếng kêu. Cảnh quan có rất nhiều vẻ đẹp, ngay cả sau khi mặt trời lặn. Chó sói chui lên vì nhiều lý do. Ở đây, nó liên lạc và xua đuổi đối thủ ra khỏi lãnh thổ. Nó không có liên quan gì với ánh trăng, như ta thấy trong truyền thuyết. Hơi ấm của ban ngày tỏa lên từ các thung lũng bao phủ rừng thông cổ xưa. Nhiều thần thoại và truyền thuyết lấy cảm hứng từ hoàng hôn hoặc từ các sinh vật im lặng của bóng đêm. Mèo rừng chưa dừng lại ở núi Dolomite. Mặc dù cảnh quan phù hợp với nó một cách hoàn hảo, loài mèo hoang lớn nhất châu Âu này chỉ tuyên bố lãnh thổ khi có con mèo rừng khác ở gần. Với tầm nhìn tốt hơn 6 lần so với con người, nó thấy bầu trời đêm trong một ánh sáng hoàn toàn mới. Vào buổi sáng, những đám mây trôi lững lờ trên các thung lũng. Một trong những dãy núi này được gọi là biển sữa. Cảnh quan kỳ lạ này được gọi là nghị viện Magmoth. Truyền thuyết Ladin kết nối các núi đá này với bầu trời. Trường ca Fane cho thấy chu kỳ của cuộc sống như những sự tương phản, núi và bầu trời, đàn ông và phụ nữ, thợ săn và người hái lượm, hiện thân bởi những con đại bàng và các con sóc. Qua hàng triệu năm, đáy biển đã nhiều lần dâng lên, tạo thành những nếp gấp ấn tượng.
Trong truyền thuyết Latin, loài sóc mammoth xuất hiện từ đầu. Mối liên kết với mẹ trái đất đã làm cho nó trở thành nhà lãnh đạo của thế giới động vật, đại diện cho hòa bình và an ninh. Tại nghị viện mammoth, các con vật gặm nhấm nhỏ thưởng thức mùa hè ngắn ngủi. Không có tuyến mồ hôi, chúng làm mát cái bụng trên mặt đá mịn, khoan khoái chạy chút. Đại bàng là biểu tượng của người Latin, tượng trưng cho niềm tự hào và sức mạnh. Ở Dolomites, đại bàng vàng thống trị bầu trời. Không lâu nữa, con đại bàng này sẽ sẵn sàng đi tìm bạn đời. Các dấu vết màu trắng ở cánh có từ thời niên thiếu sẽ gần như biến mất. Với dải cánh dài gần 2 mét, đại bàng vàng gây ấn tượng nhiều hơn là sóc mammoth. Trong truyền thuyết, sóc mammoth và đại bàng vàng cùng nhau xung trận để bảo vệ đất đai của chúng. Nhưng trong tự nhiên, sóc mammoth là con mồi ưa thích của đại bàng. Khi hạ cánh, đại bàng vàng sử dụng chóp cánh của mình như bàn tay để giữ thăng bằng. Hôm nay, không khí có vẻ bận rộn trên sườn núi đá vôi của nghị viện mammoth. Các con vật gặm nhấm sống theo đàn khoảng 20 thành viên. Hai thế hệ có thể chia sẻ một mạng lưới rộng lớn các hang ngầm với buồng ngủ, đường hầm thoát hiểm và thậm chí cả khu vực nhà vệ sinh. Đối với mammoth, sạch sẽ là tất cả. Đại bàng vàng đi săn trên địa hình rộng mở. Đàn sơn dương trú ẩn trong khe núi. Đại bàng lượn đi xa và lại bất ngờ nổi lên để tấn công ở cự ly gần. Chiến thuật này không phải lúc nào cũng thành công. Những con sơn dương đã tìm thấy một nơi trú ẩn an toàn. Núi Dolomites thu hút con người vì một lý do đặc biệt. Đây là bộ phim tài liệu từ những năm 1930. Cơn sốt leo núi giống như bệnh truyền nhiễm. Hơn 100 năm qua, các nhà leo núi tinh nhuệ của châu Âu đã khám phá tất cả các bề mặt núi đá ở Dolomites. Có lẽ những con sơn dương đã đem lại cảm hứng cho họ, nhưng những người anh hùng này đã lên cao hơn nhiều. Bởi vì sơn dương không có tham vọng vươn tới đỉnh cao. Đối với chúng, mùa hè là thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc con non. Và mọi việc cần được thực hành, tốt nhất là dưới con mắt theo dõi của mẹ. Chân dài và móng vuốt mạnh mẽ giúp chúng đi lại trên sườn núi nhiều đá vụn. Và thậm chí hữu dụng hơn khi nói đến việc uống sữa.
Sơn Dương Non là con mồi hoàn hảo của chó sói. Nếu chúng không ở trên cao và được chăm sóc tốt. Gấu con thích băng qua đường tại các đoạn đường cong hẹp mà không cần nhìn. Chúng đã tự xoay sở được. Có lẽ bằng cách tìm một xác chết trong rừng hoặc cướp kho hàng của động vật khác. Đồng cỏ cung cấp nhiều thực phẩm trong mùa hè. Và lũ gấu con đã cho thấy chúng có thể chăm sóc bản thân. Nhưng vui chơi mà không được gấu mẹ bảo vệ có thể rất nguy hiểm. Gấu con không quen với giao thông. Xe ô tô không làm chúng sợ hãi. Leo núi cũng là một trò chơi. Gấu con cũng sử dụng kỹ năng này để tới được điểm thuận lợi cho việc đánh hơi. Khứu giác của chúng tinh nhạy hơn thị giác. Việc thường xuyên tiếp xúc với đất canh tác đã phá vỡ ranh giới với con người. Những ngày này, nhiều nông dân đã trở thành người làm vườn cảnh quan. Họ được giao các cánh đồng chưa được sử dụng để biến thành môi trường sống cho sóc mạc mốt, vì loài vật này thích cánh đồng cỏ ngắn. Một cuộc đấu cuối cùng. Cặp đôi này phải khẳng định vị thế của mình trước khi ngủ đông. Đó là thời gian để thu thập cỏ khô cho mùa đông, cho hang của chúng. Những con dê núi mới lớn bây giờ đang đối đầu nhau. Được phép phạm lỗi. Rừng là một công cụ linh hoạt. Áp lực từ chó sói buộc dê núi phải di chuyển lên sườn núi cao. Theo thời gian, chúng thích nghi với địa hình ngày càng dốc hơn và an toàn hơn. Gần 200 năm sau khi chó sói biến mất khỏi dãy Alper phía nam, đôi sói này có thể sắp thành lập một đàn mới. Điều đó vẫn chưa xảy ra. Bây giờ, chó sói vẫn là khách ở Dolomite, mặc dù chúng đã định cư ở các vùng lân cận. Bằng cách đánh dấu mùi, chúng đang tuyên bố lãnh thổ và cũng khẳng định mối quan hệ của mình. Chó sói cần ngửi mùi của nhau. Chúng có thể có tương lai ở Dolomite nếu con người tiếp tục cung cấp cho chúng không gian mà chúng cần. Đại bàng vàng có không gian đó.
Vương quốc của nó trải dài từ chân núi Dolomite đến đỉnh Capanai Duvas Montanaya. Đại tưởng niệm bằng đá đánh dấu điểm khởi đầu của sườn núi dốc xuống đồng bằng Venice. Dòng sông hoang dã cuối cùng của dãy Alps, sông Tagliamento, dài 170 km, đến Adriatic với một mạng lưới các sông nhánh, bờ sông sỏi đá và những hòn đảo. Chim rực trắng tiếp quản từ những con đại bàng như chủ nhân của bầu trời. Như dòng sông Tagliamento không mệt mỏi, mang đá cuội nhỏ và phù sa từ khu vườn gồ ghề của núi Dolomite tới phía nam Địa Trung Hải. Ở đây chu kỳ kết thúc, núi đá xanh xám hùng vĩ được hình thành hàng triệu năm trước đây từ tàn tích của các đại dương lại trở về với biển cả như những hạt cát vàng.